Hello, anh em. Ăn Tết vui vẻ rồi ha. Bây giờ chúng ta quay lại với những con game đua top huyền thoại và những con game đua top lâu dài siêu hấp dẫn, cũng như là những phiên bản mới nhất ha. Và đây là con Tình Thiên Hạ phiên bản mới nhất hiện nay, và cũng là server lâu nhất hiện nay ha. Em nó tầm 1-2 tuần ra một server, mà bây giờ nó server bữa nay open server mới, server 40 à, thì anh em tính đi, game nó ra lâu chưa, tính ra là 1 năm mấy nay rồi anh em, tha hồ mày chơi luôn. Rồi đầu vô chúng ta sẽ có được 10 triệu kim nguyên bảo hường, 10 triệu kim nguyên bảo khóa. Chúng ta có được VIP 10. Ok. Rồi quà nạp cái kiểu con đà điểu nữa ha. Đó. Nạp đầu thiên ma thiên ý nè ha. Rồi quà VIP nè. Đó. Rồi ở đây chúng ta có nạp đầu rồi nữa nè ha. Rồi gói nạp nhân 2, nhân 3. Ok. Đến với thông tin server cái nè. Thì nó chạy đi. Đây, game 77 Tình Thiên Hạ 3D. Phiên bản không giới hạn lực chiến, khai mở server 40. Phiên bản chuẩn cài cốt, phiên bản 2022. Độc quyền mê game 77 ha. Shop làm chủ đạo, cài vàng chủ yếu, phiên bản giảm tiền tệ trong game để tránh mất giá kim nguyên bảo. Gặp server sau 2 tuần mở chính thức. Sự kiện đua top S40, đua top lực chiến 12 giờ ngày 10 tháng 2 đến 12 giờ ngày 17 tháng 2. Top 1 500.000 xu web, top 2 300.000 xu web, top 3 là 200.000 xu web, top 4 đến top 10 là 100.000 xu web nha. Đó, đây còn đua top cấp độ nữa nha anh em. Đó. Open 12 giờ ngày 10 tháng 2 2022. Tặng VIP 10, tặng 1.000 vạn vàng, tặng bộ trang bị hoàng kim, độc quyền mê game. Shop bán full trang bị trừ những vật phẩm hoạt động. Shop bán full thần ma trừ vật phẩm hoạt động. Full tiên nữ. Shop kim nguyên bảo khóa bán full ảo hóa luôn ha. Trang bị mới, chuyển chức hoàng kim, bạch kim, bản kim. Trang bị mới, bách chiến hoàng kim, bạch kim, bản kim. Tính năng tăng cấp trang bị bạch kim, cộng ánh kim ha. Cập nhật bảo hạch cấp 10, cấp 20, mở full sự kiện trong game. Shop bán đan nhân 1.000 kinh nghiệm đánh quái. Đánh quái rớt sự kiện Tết Nguyên Đán 2022. Mở sự kiện Tết nhận vàng, cộng lực chiến, cộng trang bị, cộng đá. Đánh boss rớt 10-20 vạn vàng, đánh boss VIP không giới hạn rớt 10-20 vạn vàng cộng VIP, đánh phó bản rớt 10-20 vạn vàng, cài sự kiện ghép chữ không khóa, lên cấp nhận hưởng vàng, chỉ cần cài kim nguyên bảo là có tất cả ha. Hoàn thành năng động nhận 10 triệu vàng không khóa, tham gia sự kiện để nhận quà, khai mở server mới nhận ngay thời trang full này nọ ha. Rồi đây có nhận 50 triệu vàng đó. Heo VKT nhận một bộ trang bị hoàng kim đó. Like share comment nhận 10 đan nhân 1.000, 10 đan nhân 2.000, độ đá cấp 11 nữa nha anh em đó. Ok man, khá hôm ha. Bây giờ ta sẽ đi nhập code đó đã. Ồ, tính ra nếu mà 5.000 vàng này thì đầu vô chúng ta sẽ được khoảng 70 triệu vàng á nha anh em. Oh man. Ok, đợi em tí nào.
nha. Nhập code vô. Ok ha. Đó, một code. Ở đây chúng ta sẽ có code heo bơi KT nữa ha. Code heo bơi KT vô cùng quý giá nha anh em. Vì chúng ta sẽ nhận được một bộ trang bị ngoan kim lực chiến 7 triệu. À, nghĩ đi, đầu game vô mà được 7 triệu. Trời ơi, một con số vô cùng lớn. Ủa, sao ghi 50 triệu mà vô nhận được có 10 triệu vậy? Ôi, thật là buồn. Nhưng mà bây giờ cái quan tâm đó là trang bị nè. Một cái đầu, hai cái mình, ba cái lưng, bốn cái quần, năm đôi giày. Đôi giày rồi sáu cái tay, rồi bảy cái vòng, rồi tám cái nhẫn, rồi cái dây chuyền, rồi cái nhẫn nữa. Ok, đeo vô hả? Đó, lực chiến lên là mầm liền. Chơi. Không phải đồ cùi, đồ bỏ gì đâu trời. Hôm chưa, nghe mùi là hôm liền. Đó, 8 triệu gửi lực chiến. Đó, với 8 triệu gửi lực chiến này thì chúng ta, anh em nghĩ đi, chúng ta sẽ chạy và chúng ta sẽ farm được bao nhiêu đồ. Đó, phê chưa. Đó, đánh phó bản dẫn ra được kim nguyên bảo nha. Đánh boss đồ làm năng động hàng ngày đồ nữa hả? Đây kim nguyên bảo nè. Đó, 2, 4, 5. 5 là 100 đúng không? Thì 30 thì 20, 60. Chắc là đủ 10 triệu á. Đó, rồi vô shop ha. Đây đào bảo. Ở trong này chúng ta sẽ có kim nguyên bảo khóa. Ây da. Rồi chắc đang mở test nên là chưa có. Đó, anh em có thể rồi đổi vật phẩm. Rồi chắc để chạy lên mấy map cao mới có quá. Đây trong cái phần ghép đồ nè là chúng ta có ghép thần khí nè hả. Đó, chúng ta có thể ghép được trang bị 50, trang bị bạch kim, trang bị ánh kim và trang bị mới nhất luôn hả. Để bạch kim, trang bị chuyển chức nè hả. Đó, rồi trang bị bách chiến nè. Đó, rồi trang bị ánh kim nữa nè nha anh em. Đó, rồi đây có trang bị đế kim. Đó, đế kim là hiện là đang cao nhất thì phải á, cấp 750. Đó, rồi trang bị đấu khí. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi đá nè hả. Đó, đây 12 HP đồ này nọ. Đó, đã đó. Anh em like xe thì chúng ta sẽ có bộ đá cấp 11 ha. Rồi chúng ta cộng lên thì nó sẽ lên đá 12 13 14 ha. Hiện tại là hình như là 14 là đá cao nhất. 800.000 lực chiến. Đúng, game mới cập nhật trang bị mới hả. Trang bị thiên kim đồ 2 4 6 8. Wow, một món trang bị thiên kim chúng ta có 100 triệu lực chiến. Oh man. Oh, mà không biết có mang được không đây, nó có yêu cầu gì không nữa. Ngon quá anh em ơi, không lẽ nạp vô test thử cái bộ thiên kim này coi được không. Ok, nhưng mà đang áp test không mở được shop, tiếc thiệt chứ. Trời ơi, chứ không là vô là ngon lành rồi.
mới cập nhật cái bản mới luôn nha anh em ơi. À, thấy là thấy hôm rồi đó nha. Oh man. Đây đây đây, trang bị mới. Bà mẹ nó. Đâu rồi, đây trang bị mới. Trang bị thiên kim. À, lực chiến là maximum 100 triệu hả? Wow wow. 10 món là chúng ta được lực chiến 1 tỷ rồi. Ôi ôi. Chưa tính mấy cái khác nữa mà ơi. Rồi điểm danh ra Kim Nguyên Bảo. Rồi Đâu rồi. Cái túi là đâu rồi? Đây. Đó, đi đánh phó bản coi ta. Đâu rồi phó bản? Đâu rồi, có bản nằm đâu ta? Không gì cần làm. Đạo bảo nhiệm vụ. Đây, phụ bản. Ủa, chưa mở được nhiệm vụ phụ bản nữa hả? Đang chơi thì admin đang chỉnh server lại hả? Trời ơi, đâu rồi. Phúc lợi hiền hư rất là nhiều đồ luôn. Ok, đang chạy phó bản luôn. Ủa sao mới bên này không mà nó cũng phải chạy qua bên kia, nó cũng phải bay cho bằng được luôn á trời. Có xa đâu, nó nằm đâu cái này nè. Đó. Thiệt luôn á, đi bộ là nhanh nhất rồi. Đó, từ đó qua đây mà nó cũng phải bay cho bằng được không nào. Ok man. Gì đây, liên minh gì đây? Đó, đang test nên đâu thấy ai đâu, có mình nè anh em. Đây, bây giờ mới mở phó bản nè. Đó, vô phó bản đánh thì chúng ta sẽ có được Kim Nguyên Bảo nữa hả? Đó, nè, phần quà nè. Đây. Đâu rồi, để coi ha. Đâu rồi, đó, Kim Nguyên Bảo. Tiếp. Thì đó thấy không, được 10 vạn. Đó, hồi nãy là 1120, bây giờ là 1130. Đó. Rồi 1130. Đó, càng lên thì chúng ta sẽ càng được nhiều Kim Nguyên Bảo hơn ha. Và chúng ta có được quyền quét nữa. Đó, đây 1130 đúng không? Cặn cái 1132. Ủa, nó hơi ít đúng không? Thì vậy là đánh nhiều hơn thì nó sẽ ra nhiều hơn. Ok, đó, 8 triệu gửi lực chiến tha hồ mà đánh anh em. Trời ơi, không lo nghĩ gì luôn. Chưa tính là chúng ta đi đánh boss rồi chúng ta sẽ nhận được quà đồ hiếm nữa kìa. Đó, rất là nhiều luôn. Ok, việc cần làm phải làm. Đó. Rồi, chúng ta cứ thế mà chúng ta làm nhiệm vụ hàng ngày thì chúng ta sẽ được Kim Nguyên Bảo vô nạp ở đây nữa hả? Đó, rất là nhiều luôn, 10 nhiệm vụ hàng ngày. Sủng vật, thôi sủng vật khó làm lắm. À, tiên minh nhiệm vụ. À, tiên minh. À, tiên minh ok. Nhiệm vụ đâu? Chắc là cái này. Đâu có nhiệm vụ ở đây mà. Hết bà nữa rồi, cướp cờ gì đây? Chà, nhiệm vụ tiên minh cũng nhiều quá. Thôi, bỏ qua đi. Thì phó bản vũ khí chưa mở luôn. Đó, phòng cụ chưa mở luôn. Phó bản tháp, phó bản thủ hộ cũng chưa mở luôn. Thôi ok, cái này chắc chúng ta phải chạy nhiệm vụ từ từ rồi ha. Đó. Thì anh em nào có chơi thì tải về ha. Game mới update trang bị mới rất là quách nha. Đó. Anh em nào có chơi thì tải về. Nếu thấy bản này hôm đấy. Và đừng quên server mới chuẩn bị mở server mới S40 ha. Vào 12 giờ ngày 10 tháng 2 2022. Anh em nào có chơi thì tải về. Ok. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye. Đó, rớt
event đậu xanh bánh chưng bánh giò nè, đóng luôn nè. Đó, tự nhiên chúng ta sử dụng cái này để được kim nguyên bảo. Cắn. Đó, có kim nguyên bảo khóa và kim nguyên bảo không khóa luôn hả? Gen dẫn ra. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.